Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong ngày mỗi kiếp khó tìm cầu, con đang nghe thấy chương trì tụng nguyện toàn Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân, quyển thứ ba, phẩm thứ ba, vô y hành. Bây giờ trong hội có Đại Phạm Thiên, tên là Thiên Tạng, từ đâu để gieo trồng căn lành, trụ vào địa thứ 10 để độ oai đức của Đại Bồ Tát. Từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay lễ Phật, nói bài tụng: Biển tuệ chứa công đức, này con muốn thưa hỏi, nguyện xin Ngài thương xót giải trừ nghi cho con. Này chúng con khát ngưỡng bậc đức tạng pháp vị và nghĩa vị tối thượng, cả chúng đều muốn nghe. Phật bảo Đại Phạm Thiên, Thiên Tạng, cho là cho phép ông được hỏi, tùy theo câu hỏi mà trả lời, làm cho ông hoan hỷ. Đại Phạm Thiên thưa: Xin vâng, Bạch Thế Tôn. Đại Phạm Viên nói bài tụng thưa hỏi: Bậc thâm tuệ tu định an trú không bốn lung, an trụ thắng nghĩa đế, nhờ đó thoát sanh tử, ngày đêm đối đáp nghĩa, tinh cần tu tụng tập, vượt qua biển phiền não, đọa lạc vô đường ác. Dòng mạnh tu phước đức, tu định hướng niết bàn, ở trong đường sanh tử, đọa lạc trong đường ác, sẽ để lợi thông tuệ, thành tựu mười phương luân, chìm đắm trong sanh tử, được chân đắc quả Phật. Tâm tạp nhiễm khó dậy, bị phiền não quá nhiễu, do đâu tâm thanh tịnh tu định nghiệp phước lành. Bây giờ Thế Tôn đại bảo Đại Phạm Thiên, Thiên Tạng: Lành thay, lành thay, ông thật biện tài mà ta hỏi ta nghĩa này. Đối với pháp này ông đã chịu khó nhọc, đối với các hạnh này ông đã được viên mãn. Ở vô số cõi Phật Thế Tôn thời quá khứ, ông đã siêng tu ba nghiệp làm chánh pháp hưng thịnh, tiếp nối dòng chống tam bảo, nay vì lợi ích cho vô lượng chúng sanh, lại hỏi Như Lai ý nghĩa thâm sâu như vậy. Này, này thì nam tử, có pháp đại ký biệt tên là pháp không nên làm theo, tất cả chư Phật Thế Tôn đều quá khứ, vì muốn giáo hóa các hữu tình, làm cho nhàm chán xa lìa sanh tử, làm cho đoạn trừ nghiệp phiền não, làm cho mau viên mãn ba thừa, nên giảng thuyết gìn giữ pháp đại ký biệt không nên làm theo này. Chư Phật Thế Tôn khắp mười phương trong hiện tại cũng vì muốn giáo hóa các hữu tình, làm cho nhàm chán xa lìa pháp sanh tử, làm cho đoạn trừ nghiệp phiền não, làm cho mau viên mãn ba thừa, giảng thuyết gìn giữ pháp đại ký biệt không nên làm theo này. Tất cả chư Phật Thế Tôn đầy vị lai cũng vì giáo hóa các hữu tình, làm cho nhàm chán xa lìa pháp sanh tử, làm cho đoạn trừ phiền nghiệp phiền não, làm cho mau viên mãn ba thừa, nên giảng thuyết gìn giữ pháp đại ký biệt không nên làm theo này. Vào thời quá khứ, ông đã được nghe các đức Như Lai nói pháp đại ký biệt không nên làm theo này. Ta ở trong đời hiện tại này cũng vì giáo hóa các hữu tình, làm cho nhàm chán xa lìa pháp sanh tử, làm cho đoạn trừ nghiệp phiền não, làm cho mau viên mãn ba thừa, giảng thuyết giữ gìn pháp đại ký biệt không nên làm theo này. Ông nên lắng nghe, suy nghĩ cho kỹ, ta sẽ vì ông phân biệt giảng nói. Lúc bấy giờ Đại Phạm Thiên, Thiên Tạng thưa: Bạch Thế Tôn, con xin muốn nghe. Phật dạy: Này Đại Phạm, có một pháp không nên làm theo. Người nào tu định mà có một pháp còn không thể thành tựu thiện căn ở dục giới, giả sử trước kia đã thành tựu thì nay lại mất đi, huống là có thể thành tựu định cõi sắc, vô sắc cho đến ba thừa và thành tựu một thừa. Thế nào là mười? Một, ở đời có một hạng người tuy muốn tu định nhưng thiếu duyên hỗ trợ nên tìm cầu chỉ bị loạn tâm. Hai là có một hạng người tuy muốn tu định nhưng phạm giới làm các việc ác. Ba là có một hạng người tuy muốn tu định nhưng tà kiến điên đảo, vọng chấp tốt xấu, thân tâm cứng cỏi. Bốn là có một hạng người tuy muốn tu định nhưng tâm loạn động, không thuận thể hiện thánh, các căn vọng động. Năm, lại có hạng người tuy muốn tu định nhưng nói lời ly gián, phá rối hai bên. Sáu là có hạng người tuy muốn tu định nhưng nói lời thô ác, quỷ nhập hiền thánh. Bảy là có hạng người tuy muốn tu định nhưng nói lời tạp uế và lời dối trá. Tám là có hạng người tuy muốn tu định nhưng âm lòng tham lam ganh ghét đối với cái được của người, lợi dưỡng cung kính thì không vui mừng. Chính là có hạng người tuy muốn tu định nhưng âm lòng sân giận đối với các hữu tình thường ganh ghét họ.
10 là có hạng người tuyên bố thua định nhưng bị tà kiến, bác bỏ nhân quả. Này đại phạm, ông nên biết, đó là 10 pháp không nên làm theo. Người tu định nào có một pháp còn không thể thành tựu thiện căn ở dục giới. Giả sử trước đây thành tựu thì nay cũng mất, huống là có thể thành tựu định sắc, vô sắc cho đến ba thừa mà thành tựu một thừa. Lời nữa này đại phạm, nếu có 10 pháp không nên làm theo, người nào tu định mà có một pháp thì cuối cùng không thể thành tựu các tam ma địa. Giả sử trước đây thành tựu thì nay giảm mất. Thế nào là 10? 1. Tham đắm sự nghiệp. 2. Tham đắm đàm luận. 3. Tham đắm ngủ nghỉ. 4. Tham đắm mong cầu. 5. Tham đắm sắc đẹp. 6. Tham đắm tiếng hay. 7. Tham đắm hương thơm. 8. Tham đắm vị ngon. 9. Tham đắm xúc chạm êm ái. 10. Tham đắm tầm thứ. Này đại phạm, ông nên biết đó là 10 pháp không nên làm theo. Người tu định làm có một pháp cuối cùng không thể thành tựu các tam ma địa. Giả sử trước đây có thành tựu thì nay lại giảm mất. Nếu không thể thành tựu các tam ma địa, tuy tu tập các thiện pháp khác nhưng do nhân duyên mong cầu thọ dụng vật của tánh thấy phát sanh tâm tâm sở ác nên phạm các tội lỗi với các quốc vương đại thần, bị quả trách hoặc bị đánh đập hoặc bị chặt tay chân trên nhân duyên này, hoặc bị bệnh nặng thường chịu đau khổ, hoặc bệnh mất qua đời, đọa vào một trong ba đường ác cho đến sanh vào địa ngục vô gián như Ôn Đạt Lạt Ca, A La Trà Đệ Sa, Cô Ba Lý Ca, Đề Bà Đạt Đa. Những người như vậy bị thối mất tịnh lự cho đến đọa vào địa ngục vô gián, chịu vô lượng khổ lớn khó chịu đựng. Bây giờ Thế Tôn bảo A Nhã Đa Kiều Trần Na, ta sẽ cho phép Bí Xô các ông tu định ở nơi thanh vắng, ở phòng xá tốt nhất, ngoài cụ tốt nhất, thức ăn uống tốt nhất, tất cả việc tăng chúng đều nên buông xả. Vì sao? Vì các người tu định nếu thiếu các duyên hỗ trợ thì phát sanh tất cả tâm tâm sở ác không thể thành tựu các tam ma địa cho đến bị đọa vào địa ngục vô gián, chịu vô lượng khổ lớn khó chịu đựng. Các vị tu định nếu đầy đủ các duyên hỗ trợ thì các tam ma địa chưa thành tựu thì nay thành tựu. Nếu trước đây đã thành tựu thì hoàn toàn không thối mất. Do đây không sanh tất cả pháp ác, nói rộng cho đến tầm tứ bất thiện, để sanh lên cõi trời cho đắc niết bàn. Người tu định nếu chưa thành tựu các tam ma địa thì đầu đêm cuối đêm nên bỏ ngủ nghỉ mà tinh tấn tu học, xử lý chỗ ồn ào, ít muốn biết đủ, không luyến tiếc. Tất cả tham lam, sân giận, che giấu, não hại, kiêu mạn, cống cao, bẩn sẻn, ganh ghét, nói lời ly gián, nói lời thô ác, nói dối, nói lời tạp uế, vui chơi, buông lung, tất cả đều xa lìa. Người thực hành như vậy đều được Thích Phạm Hộ Thế Tứ Tiên Vương, Duy Luân Vương vân vân khen ngợi, lạy bái, cung kính, phụng sự, cúng dường, trăm ngàn, na, diễu đa đồ Phật, huống là sẽ đến lợi, Bà La Môn, Phệ Xá, Miệt Đạt La, vân vân. Người chưa đắc định còn được các sự khen ngợi là bái cung kính phụng sự cúng dường, vốn là người đã chứng đắc tam ma địa. Bây giờ Thế Tôn nói bài tụng tu định hay đoạn hoặc và các nghiệp khó đoạn nên tu định trên hết, bậc trí nên cúng dường. Lúc ấy đại phạm thiên thiên tạng thưa bạch đại đức Thế Tôn, người xuất gia trong Phật pháp hoặc bị sát đế lợi đại thần khoa thể tướng dùng roi gậy đánh đập vào thân, hoặc nhốt trong lao ngục, hoặc là quả trách, hoặc chặt tay chân, hoặc đoạn mạng sống, điều đó được hay không được? Phật bảo đại phạm thiên thiên tạng, này thiện nam tử, các hữu tình nào ở trong pháp của ta xuất gia cho đến cả bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, hoặc trì giới, hoặc phá giới, cho đến không có giới, tất cả bị tất cả thiên nhân, A Tu La vân vân nương vào chánh pháp thế tục, dùng roi gậy đánh đập tra khảo, hoặc nhốt vào lao ngục, hoặc quả mắng, hoặc chặt tay chân, hoặc đoạt mạng sống, còn không được huống chi là nương vào phi pháp. Vì sao? Vì trừ tất cả người trì giới đa văn trong chánh pháp ta mà xuất gia, nếu có kẻ phá giới làm các pháp ác bên trong mục nát như ốc sên, hôi dơ, ta chẳng phải sa môn mà tự xưng là sa môn, ta chẳng phải là phạm hạnh mà tự xưng là phạm hạnh, ta bị các phiền não điều phục làm cho điên đảo che mờ. Các bí xô xấu ác phá giới như vậy còn có thể hướng dẫn cho tất cả thiên long dược soi kỳ đạo phật a tố la yết lộ trà khẩn nã lạc ma hô lạc già nhân phi nhân được vô lượng kho tàng công đức trân bảo
Lời nói này thì tương tự ở trong giáo pháp Tây mà xuất gia tuy phá giới nhưng các hữu tình thấy hình tướng người đó sẽ phát sinh 10 tư duy thù thắng, sẽ được vô lượng công đức báo. Thế nào là 10? Nghĩa là ở trong giáo pháp của Tây mà xuất gia thì phá giới nhưng các hữu tình nhìn thấy sân tư duy thù thắng ân cần cung kính nghĩ đến Phật, do nhân duyên này hoàn toàn không tin theo quy kính các ngoại đạo tà sư sách vở đồ chúng cho đến có thể nhập thành đại niết bàn không còn các sợ hãi. Hoặc có người thấy rồi phát sanh tư duy thù thắng nhớ nghĩ đến thánh giới, do đó có thể xa lìa sắc sân, xa lìa lấy của không cho, xa lìa dục tà hạnh, xa lìa nói dối, xa lìa uống các thứ rượu, sống chỗ buông lung cho đến vào thành đại niết bàn không còn các sợ hãi. Hoặc có người thấy rồi sanh tư duy thù thắng người đến bố thí, do đó được địa vị giàu có, thân cận cúng dường, bậc chánh trí chánh hạnh cho đến có thể nhập đã thành đại niết bàn không còn các sự sợ hãi. Hoặc có người thấy rồi sanh tư duy thù thắng nghĩ đến nhẫn nhục nhu hòa chánh trực, do đó liền có thể xa lìa lời nói ly gián thô ác tạp uế sân hận cho đến có thể nhập thành đại niết bàn không còn các sợ hãi. Hoặc có người thấy rồi sanh tư duy thù thắng nghĩ đến xuất gia tinh tấn tu hành, do đó có thể từ bỏ gia đình hướng đến đời sống không gia đình, dũng mãnh tinh tấn tu các hạnh thù thắng cho đến có thể nhập thành đại niết bàn không còn các sợ hãi. Hoặc có người thấy rồi sanh tư duy thù thắng nghĩ đến tịnh lự đẳng trí xa lìa tâm tán loạn, do đó thích ở nơi núi rừng vắng vẻ ngày đêm tinh tấn tu hành các định cho đến có thể nhập đại thành thành đại niết bàn không còn các sợ hãi. Hoặc có người thấy rồi sanh tư duy thù thắng nghĩ đến trí tuệ, do đó ưa thích nghe đọc tụng chánh pháp cho đến có thể nhập đại niết bàn không còn các sợ hãi. Hoặc có người thấy rồi sanh tư duy thù thắng nghĩ đến gieo trồng thiện căn xuất ly lời nói nhu hòa ân cần thưa hỏi cho đến lễ bái sát chân, do đó được sanh vào nhà thế có thế lực lớn tôn quý, được vô lượng hữu tình chiêm ngưỡng cho đến có thể nhập thành đại niết bàn không còn các sợ hãi. Này thì nam tử, ở trong giáo pháp của ta mà xuất gia tuy phá giới mà các hữu tình nhìn thấy hình tướng người ấy phát sanh 10 tư duy thù thắng này sẽ được vô lượng công đức báu. Do đó tất cả vua sắc đến lợi đại thần đại tướng dùng roi gậy đánh đập tra khảo, hoặc nhốt trong lao ngục, hoặc quả trách, hoặc chặt tay chân, hoặc đoạt mạng sống quyết định không được. Lại nữa này đại phạm, nếu có người nương theo ta mà xuất gia bị phạm giới làm hành ác, bên trong mục nát như ốc sên hôi dơ, thật chẳng phải sa môn mà tự xưng là sa môn, thật chẳng phải phạm hạnh mà tự xưng phạm hạnh, thật bị các phiền não chinh phục làm cho điên đảo mê mờ bí xô, như vậy thì phá cấm giới làm các hạnh xấu ác nhưng làm thiện tri thức chỉ bày kho tàng vô lượng công đức cho tất cả trời rồng dược xoa kỳ đại phượng a tố lạc yết lộ trà khẩn đà lạt ma hô lạc già nhân phi nhân bí xô, như vậy tôi chẳng phải pháp khí nhưng cạo tóc mặc áo ca sa oai nghi đi đứng đông các hiện thánh, nhân thấy vị ấy các thiện căn của vô lượng hữu tình đều sanh trưởng, đã có thể chỉ bày cho vô lượng hữu tình hướng đến đường thiện sanh thiên niết bàn. Vì vậy nương theo ta mà xuất gia hoặc trì giới hoặc phá giới cho đến không có giới, ta còn không cho chuyển luân thánh vương các quốc vương các đại thần đưa vào chánh pháp thế gian dùng roi gậy đánh đập tra khảo thân họ, hoặc nhốt vào lao ngục, hoặc mắng chửi, hoặc chặt tay chân, hoặc đoạn mạng sống, huống là nương vào phi pháp. Này đại phạm, như vậy bị xô phá giới làm việc ác, tuy ở trong pháp tỳ này la gia của ta là thay chết nhưng vẫn còn một chút thế lực giới đức của người xuất gia. Thế như con bò, con quạ, con xà, sau khi chết tuy là cái xác chết loài súc sanh không còn biết gì, nhưng da bò có màu vàng và xà có hương thơm, có thể làm lợi ích cho vô lượng của viên hữu tình. Bị xô phá giới cũng vậy, tuy ở trong pháp tỳ này da của ta là thay chết nhưng vẫn còn một chút thế lực giới đức của người xuất gia, làm lợi ích lớn cho vô lượng của biển hữu tình. Với những người đi buôn vào trong biển lớn
giết một loài trong vô lượng chúng sanh, khơi lấy con mắt, đem trái mẹt đẹt nè giả nếp trộn lại trở thành thuốc chữa mắt quý báu. Các hữu tình đã bị mù không thấy, cho đến mù khi mới sinh ra, đem thuốc báu này bôi vào mắt người ấy, hoạn nạn đều tiêu trừ, mắt được sáng lại. Bí xô phá giới cũng vậy, tuy ở trong pháp tỳ nại gia của ta là thể chết, nhưng có oai nghi hình tướng xuất gia, có thể làm cho vô lượng vô biên hữu tình vừa được thấy họ, còn được pháp nhãn trí tuệ thanh tịnh, hoặc là có thể thuyết chánh giảng thuyết chánh pháp cho người khác. Này đại phạm, ví như đốt hương, tuy xác hương bị cháy nhưng hương thơm vẫn tỏa ngát, làm cho người khác được thơm. Bí xô phá giới cũng vậy, do phá giới nên chẳng phải là ruộng phước tốt, tới ngày đêm thường bị của tính thí thiêu đốt. Sau khi mạng chung, đọa vào ba đường ác, nhưng làm lợi cho lớn cho vô lượng của viên hữu tình, nghĩa là làm cho đều được ngửi hương thơm sanh thi niết bàn. Vì thế đại này đại phạm, như vậy bí xô phá giới, làm việc xấu ác, cư sĩ đều nên giữ tâm cung kính cúng dường. Ta hoàn toàn không cho các người tại gia dùng roi gậy đánh đập tra khảo thân thể, hoặc nhốt trong lao ngục, hoặc chửi mắng, hoặc chặt tay chân, hoặc đoạn mạng sống. Ta chỉ cho tăng chúng thanh tịnh kia khi Bồ Tát hoặc tự tứ đuổi những vị đó ra khỏi, không cho thọ dụng tất cả những vật dụng cúng dường tứ phương tăng, thức ăn uống vật dụng. Khi làm tất cả việc tỳ lại gia của Sa môn đều đuổi ra khỏi, không cho ở trong chúng, nhưng ta không cho dùng roi gậy đánh đập trói buộc đoạn mạng sống. Bây giờ Thế Tôn nói bài tụng: Hoa chim bát ca tuy héo tàn nhưng mùi thơm hơn các hoa khác. Bí xô phá giới làm ác hạnh còn hơn tất cả chúng ngoại đạo. Lại nữa, này đại phạm, có năm nghiệp ác tội lớn đọa địa ngục vô gián. Thế nào là năm? Một, của ý giết cha; hai, của ý giết mẹ; ba, của ý giết A-la-hán; bốn, tà kiến điên đảo phá thanh văn tăng; năm, tâm ác làm thân Phật ra máu. Đó là năm tội gọi là nghiệp ác tội lớn đọa địa ngục vô gián. Nếu người nào bị một trong năm tội vô gián này thì không được xuất gia và thọ giới cụ túc. Nếu cho xuất gia hoặc thọ giới cụ túc thì thầy sẽ phạm tội nên đuổi người đó ra khỏi pháp của ta. Người như vậy do có oai nghi hình tướng xuất gia nên ta cũng không cho người dùng roi gậy đánh đập, hoặc nhốt vào lao ngục, hoặc chửi mắng, hoặc chặt tay chân, hoặc đoạn mạng sống. Là có bốn tội căn bản ác nghiệp lớn gần tội vô gián. Thế nào là bốn? Một, sanh tâm bất thiện sát hại độc giác là tội căn bản ác nghiệp lớn do giết hại sanh mạng. Hai, tà hạnh với A La Hán Bí Xô Ni hay tăng là tội căn bản ác nghiệp lớn do dục tà hạnh. Ba, lạm dụng tài vật cúng dường tam bảo là tội căn bản ác nghiệp lớn do lấy vật không cho. 4. Nhận thức điên đảo, phá hoại hòa hợp tăng chúng là tội căn bản ác nghiệp lớn do nói dối. Người nào phạm một tội trong bốn tội căn bản ác nghiệp lớn gần tội vô gián này thì không được xuất gia và thọ giới cụ túc. Nếu cho xuất gia hoặc thọ giới cụ túc thì thời bị tội nên đuổi người ấy ra khỏi pháp của ta. Người như vậy, nhưng do có oai nghi hình tướng xuất gia và thọ giới cụ túc nên ta cũng không cho dùng roi gậy đánh đập, hoặc nhốt vào lao ngục, hoặc quả mắng, hoặc chặt tay chân, hoặc đoạn mạng sống. Như vậy, hoặc có tội căn bản chẳng phải tội vô gián, hoặc có tội vô gián chẳng phải tội căn bản. Có tội căn bản vừa là tội vô gián, có tội chẳng phải là tội căn bản cũng chẳng phải tội vô gián. Thế nào là tội căn bản vừa là tội vô gián? Nghĩa là trước đã xuất gia thọ giới cụ túc trong pháp của ta, cô ấy giết người đã đặt đến cứu cánh kiến đế,
Như vậy gọi là tội căn bản, vừa là tội vô gián. Ở trong pháp tỳ nại gia của ta, người này mau nên đuổi. Hai, thế nào gọi là tội căn bản, chẳng phải tội vô gián? Nghĩa là trước đã xuất gia thọ giới cụ túc trong gia pháp của ta, do cố ý giết hại người phàm phu, cho đến dùng phương cách cho người uống thuốc độc làm trục thai. Như vậy gọi là tội căn bản, chẳng phải tội vô gián. Người này chẳng nên cho ở chung với tăng và không cho thọ dụng các vật cúng dường tứ phương tăng. Thế nào là tội vô gián, chẳng phải tội căn bản? Nghĩa là có người hoặc thọ tam quy, hoặc thọ năm giới, hoặc thọ mười giới, tạo một tội trong năm tội vô gián. Như vậy gọi là tội vô gián, chẳng phải tội căn bản. Người như vậy không nên cho xuất gia và thọ giới cụ túc. Nếu cho họ xuất gia và thọ giới cụ túc thì thầy bị mắc tội, đang đuổi người ấy ra khỏi gia pháp của ta. Thế nào gọi là chẳng phải tội căn bản, cũng chẳng phải tội vô gián? Nghĩa là có người hoặc thọ tam quy hoặc thọ năm giới, sanh tâm nghi ngờ Phật Pháp Tăng, hoặc quy y theo thầy ngoại đạo, hoặc chấp các tướng kiết hung, hoặc ít hoặc nhiều cúng tế quỷ thần, hoặc là có người đối với chánh pháp chư Như Lai thuyết, hoặc chánh pháp tương ưng với Thanh Văn thừa, hoặc chánh pháp tương ưng với Độc Giác thừa, hoặc chánh pháp tương ưng với Đại thừa, phỉ báng ngăn chặn tự mình không tin nhận, làm cho người khác nhàm chán chướng ngại, người khác đọc tụng ghi chép, cho đến gây trở ngại một bài tụng chánh pháp. Như vậy gọi là chẳng phải tội căn bản, cũng chẳng phải vô gián, nhưng sanh ác nghiệp đại tội, gần với tội vô gián. Người này nếu chưa sám hối trừ diệt ác nghiệp tội lớn như vậy thì không cho xuất gia và thọ giới cụ túc. Nếu cho xuất gia và thọ giới cụ túc thì thầy liền mất tội, nên đuổi người ấy ra khỏi pháp của ta. Nếu đã xuất gia thọ giới cụ túc mà phạm tội như vậy hoặc không sám hối thì ở trong pháp tỳ nại gia của ta, người này nên mau đuổi đi. Vì sao? Vì hai hạng người này làm theo việc phá hoại và mất chánh pháp, làm theo việc che tắt ngọn đèn chánh pháp, làm theo việc đoạn tuyệt hạt giống tam bảo, làm cho chư thiên người làm theo việc vô nghĩa khổ hạnh không có lợi ích, đọa vào các đường ác. Hai hạng người này tự mình phỉ báng chánh pháp, phỉ báng hiền thánh, sau khi qua đời sẽ đọa vào địa ngục vô gián, trải qua nhiều kiếp chịu khổ không thể thoát khỏi. Lại nữa, này đại phạm, hoặc có pháp thuộc về giá tội không nên làm theo, hoặc có pháp thuộc về tánh tội không nên làm theo, ở trong tánh tội hoặc có pháp căn bổn không nên làm theo. Thế nào là pháp căn bản không nên làm theo? Nghĩa là có biết số nào làm việc phi phạm hạnh, phạm tội căn bản, hoặc do cố ý giết hại mạng sống người phàm phu, phạm tội căn bản, hoặc lấy trộm vật chẳng phải của tam bảo, hoặc phạm tội căn bản, hoặc đại vọng ngữ, hoặc phạm tội căn bản, hoặc có biết số nào phạm một tội trong những tội căn bản, thì đối với các biết số làm các việc để nhận sự triết phục, tất cả vật cúng dường tứ phương tăng đều không cho thọ dụng, nhưng không được cho dùng roi gậy, hoặc nhốt trong lao ngục, hoặc quả mắng, hoặc chặt tay chân, hoặc đoạn mạng sống. Như vậy gọi là tội trọng căn bản thuộc về tánh tội không nên làm theo. Thế nào gọi là tội căn bản? Nghĩa là người nào phạm bốn pháp này sau khi qua đời sẽ đọa vào các đường ác, vì là tội căn bản đọa các đường ác, vì vậy gọi là tội căn bản. Thế nào là tội căn bản vô gián và gần vô gián? Nghĩa là đại tội ác nghiệp cực trọng không nên làm theo. Này thì nam tử, cứ như hòn sắt chì thiết ném vào hư không, không dừng lâu nhất định sẽ mau rơi xuống đất. Tại bốn tội căn bản, năm vô gián và gần vô gián, phỉ báng chánh pháp, nghi ngờ tam bảo, hai hạng người phạm tội này cũng vậy. Người nào phạm một tội trong 11 tội này sau khi qua đời không có gì ngăn chặn được, nhất định sanh vào đại địa ngục vô gián, chịu các khổ rất đau đớn, nên gọi là ác nghiệp đại tội cực trọng không nên làm theo. Bồ Đắc Dạ La nào phạm tội ác nghiệp cực trọng không nên làm theo này, đối với thân này quyết định không thể đoạn tận các phiền não, còn không thể thành tựu các tam ma địa, huống là có thể thú nhập chánh tánh ly sanh. Người ấy qua đời nhất định sanh vào đại địa ngục, chịu các khổ lớn. Lại nữa, này đại phạm,
thì nam tử thì nữ nhân nào phải lòng tin thanh tịnh quy y giáo pháp của ta, hoặc hướng đến thừa thanh văn, hoặc hướng đến thừa độc giác, hoặc hướng đến đại thừa, có lòng tin thanh tịnh xuất gia tại giới cổ túc, đông ở trong giáo pháp của ta đối với các học xứ hết lòng kính trọng, đối với bốn giới tội tánh căn bản kiên cố, dũng mãnh tinh tấn giữ gìn. Người như vậy thường được tất cả người phi nhân theo ủng hộ, gọi là không chối nhận và cúng dường của trời người. Đối với ba thừa, tùy theo ưa thích mà có thể thu nhập thành tựu của cánh. Vì vậy, người chân thật mong cầu Niết Bàn, thà xa bỏ thân mạng chứ hoàn toàn không phạm bốn pháp này. Vì sao? Với các hữu tình, cần phải nhờ ba nhân sau đây mà được vào, được Niết Bàn an vui. Một, nương vào Như Lai làm nhân. Hai, nương vào thánh giáo của ta làm nhân. Ba, nương vào đệ tử của ta làm nhân. Các loại hữu tình nương vào ba nhân này siêng năng tu tập sẽ được Niết Bàn an vui. Người nào phạm bốn pháp này thì ta chẳng phải là thầy họ, họ chẳng phải đệ tử của ta. Người nào phạm bốn pháp này thì trái vượt giáo pháp mà ta tuyên thuyết thâm sâu rộng lớn, vô thường khổ không vô ngã, pháp biệt giải thoát tương ưng với lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình. Nếu vượt qua giáo pháp biệt giải thoát này thì đối với tất cả tịnh lự đẳng trì đều mờ mịt không thể nhập được, bị các phiền não ác nghiệp trói buộc, cũng chẳng phải là pháp khí trong ba thừa, sau đó vào đơn ác diệu các khổ lớn. Thì nam tử thì nữ nhân nào đối với giáo pháp biệt giải thoát ta thuyết ra chế ra ngăn ngừa bốn trọng tội căn bản mà thanh tịnh không phạm thì ta là thầy họ, họ là đệ tử của ta, tùy thuận lời dạy của ta, an trú hoàn toàn trong giáo pháp của ta, tất cả việc làm đều được thành tựu viên mãn. Vì này an trú hoàn toàn trong giới nên gọi là an trú hoàn toàn trong tất cả thiền pháp hoặc gọi là an trú hoàn toàn thanh văn thừa, hoặc gọi là an trú hoàn toàn độc giác thừa, hoặc gọi là an trú hoàn toàn đại thừa. Vì sao? Vì nếu ai có thể hộ trì bốn pháp căn bản thuộc tánh tuệ này thì nên biết, vì đó tạo lập tất cả thắng nhân thiện pháp hữu lậu vô lậu. Vì thế hộ trì bốn pháp này gọi là căn bản của tất cả thiện pháp. Như nương vào đại địa, tất cả cây cỏ vườn rừng đều được sanh trưởng. Cũng vậy, nương vào sự hộ trì hoàn hảo bốn giới căn bản, tất cả thiện pháp đều được sanh trưởng. Như nương vào đại địa, tất cả các núi, núi tiểu luân vi, núi đại luân vi, núi vua diệu cao đều được đứng vững. Cũng vậy, nương vào sự hộ trì hoàn hảo bốn giới căn bản, các thừa thanh văn, thừa độc giác, vô thượng đại thừa đều được an trú. Như nương vào đại địa tìm được tất cả vị ngon của thế gian, cũng vậy nương vào sự hộ trì hoàn hảo đối với bốn giới căn bản tìm cầu được tất cả niệm định tổng trì an nhẫn thánh đạo cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Là như đại địa đối với các pháp tịnh bất tịnh đều giữ gìn bình đẳng, sự hộ trì hoàn hảo đối bốn giới căn bản của các thiện nam tử thì nữ nhân cũng như vậy. Đối với pháp khí và chẳng phải pháp khí đều bình đẳng, không chê bai, không khinh lờn, không tự cống cao, không quở trách. Cử tội có thể làm nơi phát sanh của tất cả thiện pháp. Là như đại địa tất cả hữu tình đều thọ dụng mà được sinh sống, sự hộ trì hoàn hảo bốn giới căn bản của các thiện nam tử thiện nữ nhân cũng như vậy. Đối với chánh pháp do chư Như Lai giảng thuyết, sinh trưởng lòng tin thanh tịnh hoan hỷ thứ nhất. Đối với các hữu tình không có tưởng sai biệt, đem tứ nhiếp pháp bình đẳng thu nhiếp, tất cả hữu tình đều cùng nhau nương vào pháp này thọ dụng pháp lạc mà được sinh sống. Lúc bấy giờ tôn giả Ubali nghe Phật giảng thuyết liền rời khỏi tòa, sở y phục đảnh lễ chân Phật, bẻ áo vai phải, cúi phải chấm đất, chắp tay cung kính thưa: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, hộ trì hoàn hảo bốn giới căn bản, các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối với pháp khí và chẳng phải pháp khí đều bình đẳng, không chê bai, không khinh lờn, không tự cống cao, không quở trách, cử tội. Nếu như vậy thì ở đời vị lai có các bí xô phá giới làm việc ác, thật chẳng phải sa môn mà tự xưng là sa môn, thì chẳng phải là phạm hạnh mà tự xưng là phạm hạnh. Các bí xô tăng đối với người này nên làm cách nào quả trách, cử tội đuổi đi.
Phật bảo ở Bali, ta hoàn toàn không cho người thế tục ngoại đạo cớ tội Bhikṣu phạm tội. Ta còn không cho các Bhikṣu tăng không nương vào pháp nêu tội quả trách cớ tội Bhikṣu phá giới, huống là đuổi đi. Nếu không nương vào pháp mà nêu tội quả trách cớ tội Bhikṣu phá giới hoặc đuổi đi liền mắc tội lớn. Này Ubali, ông nên biết có 10 phi pháp nêu tội quả trách cớ tội Bhikṣu phá giới liền mắc tội lớn. Những người có trí đều không nên làm. Thế nào là 10? Một là tăng chúng không hòa ở trước quốc vương nêu tội quả trách cớ tội Bhikṣu phá giới. Hai, tăng chúng không hòa ở trước chúng phạm chí nêu tội quả trách cưỡng tội bế sở phá giới. Ba, tăng chúng không hòa ở trước chúng tệ quan nêu tội quả trách cưỡng tội bế sở phá giới. Bốn, tăng chúng không hòa ở trước các trưởng giả cư sĩ nêu tội quả trách cưỡng tội bế sở phá giới. Năm, ở trước các người nữ nêu tội quả trách cưỡng tội Bhikṣu phá giới. Sáu, ở trước các người nam nêu tội quả trách cưỡng tội Bhikṣu phá giới. Sáu, ở trước các người tình nhân nêu tội quả trách cưỡng tội Bhikṣu phá giới. Bảy, ở trước nhiều Bhikṣuni nêu tội quả trách cưỡng tội Bhikṣu phá giới. Chín, ở trước người oán ghét nêu tội quả trách cưỡng tội Bhikṣu phá giới. 10. Ôm lòng tức giận nêu tội quả trách cưỡng tội Bhikṣu phá giới. 10 loại này gọi là phi pháp nêu tội quả trách cưỡng tội Bhikṣu phá giới liền mắc tội lớn. Nó nương vào sự thật mà quả trách cưỡng tội còn không nên làm, huống là không thật. Những người nào làm cũng mắc tội lớn. Là có 10 loại phi pháp nêu tội quả trách cưỡng tội Bhikṣu phá giới liền mắc tội lớn. Những người có trí không nên làm. Thế nào là 10? Một, các ngoại đạo các quả trách cưỡng tội Bhikṣu. Hai, bạch y tại gia không dựa dưới cấm quả trách cưỡng tội Bhikṣu. Ba, người tạo tội vô gián quả trách cưỡng tội Bhikṣu. Bốn, người phỉ báng chánh pháp quả trách cưỡng tội Bhikṣu. Năm, người hủy nhục hiền thánh quả trách cưỡng tội Bhikṣu. Sáu, người si cuồng loạn tâm quả trách cưỡng tội Bhikṣu. 7. Người bị khổ não ràng buộc quả trách cưỡng tội Bhikṣu. 8. Tình nhân bốn phương tăng quả trách cưỡng tội Bhikṣu. 9. Người giữ vườn rừng quả trách cưỡng tội Bhikṣu. 10. Bhikṣu bị phạt quả trách cưỡng tội Bhikṣu. 10 loại phi pháp này quả trách cưỡng tội Bhikṣu phá giới liền mắc tội lớn. Nếu đưa vào sự thật mà quả trách cưỡng tội cũng không nên làm, huống là không sự thật. Những người nào làm theo cũng mắc tội lớn. Là nữa này Ubali, nếu Bhikṣu nào hủy phạm giới cấm ở chung với tăng, ở trong chúng ta có Bhikṣu khác oai nghi phép tắc đều đầy đủ, tất cả năm đức đều viên mãn, nên rời khỏi chỗ ngồi, sở y phục, cung kính đảnh lễ Bhikṣu tăng, liền đến trước Bhikṣu ác phá giới cầu xin cho cớ tội. Thưa như vậy, trưởng giả nhớ cho, tôi muốn cử tội trưởng giả, sự thật chẳng phải hư chối, đúng thời chẳng phải phí thời, nói lời nhu hòa chẳng phải nói thô tháo, tâm từ không phải sân giận, lợi ích chẳng phải tổn chảm, vì làm cho con mắt pháp, ngọn đèn pháp Như Lai trụ lâu, hưng thịnh. Trưởng giả nghe cho, tôi sẽ như pháp cử tội trưởng giả, nếu người ấy chịu liền ra như pháp như thật cử tội, nếu như người ấy không nghe thì nên đảnh lễ vị tăng thượng tọa cung kính thưa. Bí số này phạm lỗi như vậy có nương vào năm pháp như thật cử tội phỉ ấy. Khi ấy vị bí số thượng tọa trong chúng ta nên xem xét kỹ người cử tội, người bị cử tội và việc phạm tội thật giả nặng nhẹ thế nào. Dựa vào luật pháp
dùng phương tiện tra hỏi, khuyên lơn, quả trách, dùng bài pháp thích ứng diệt trừ. Nếu phạm tội nặng nên trị phạt nặng, nếu phạm tội vừa nên trị phạt vừa, nếu phạm tội nhẹ nên trị phạt nhẹ, làm cho họ tạm quý, sám hối tội phạm. Bấy giờ ở Bali lại thưa, Bạch Thế Tôn, Đế Bí Xô thật có tạo tội lỗi, ý vào thế lực của Bạch Y hoặc thế lực tài bảo, hoặc thế lực đa văn, hoặc thế lực biện tài, hoặc thế lực đệ tử. Dùng các thế lực như vậy lăng nhục chống cự tăng chúng. Bí Xô thượng tọa đem kinh luật luận như pháp dạy bảo mà họ không thuận theo, Bí Xô như vậy làm sao trị phạt? Phật bảo: Này Ưu Bà Ly, Bí Xô thượng tọa thấu hiểu ba tạng nên cùng với tăng chúng sai người đi thưa với quốc vương, đại thần hỗ trợ oai lực, sau đó mới như thật nương theo pháp trị phạt. Khi ấy Ưu Bà Ly lại thưa: Bạch Thế Tôn, Đế Bí Xô tạo tội lỗi kia, dùng thế lực tài bảo hoặc thế lực đa văn hoặc biện tài, và dùng cái thế lực phương tiện khéo léo làm cho quốc vương đại thần kia vui vẻ, hùa theo việc phá giới phi pháp của họ, dung túng tội lỗi của Bí Xô sâu ác này, không cho như thật y pháp trị phạt. Lúc này chúng ta nên làm thế nào? Phật bảo: Này Ưu Bà Ly, nên Bí Xô kia làm theo pháp không nên làm. Ở trong tăng chúng tướng tội thô trọng chưa biểu lộ rõ, khi ấy tăng chúng nên tạm thời xả trí. Nên Bí Xô kia làm theo pháp không nên làm. Ở trong tăng chúng tướng tội thô trọng đã biểu lộ ra, thì lúc ấy tăng chúng nên hòa hợp y theo pháp, đuổi ra khỏi Phật pháp. Này Ưu Bà Ly, thế như cỏ lúa ở trong ruộng, lúa mầm cọng nhánh lá giống như cây lúa, nhưng gây hại cho lúa. Cho đến khi cây cỏ chưa trổ bông, người nông phu tạm thời để đó. Khi trổ bông rồi, người nông phu xỏ cỏ làm hư lúa, nên nhổ sạch gốc rễ, vứt ra khỏi ruộng. Bí Xô phá giới làm việc không làm cũng vậy, ỷ vào thế lực Bạch Y ở trong tăng chúng oai nghi hình tướng giống như tăng, như làm tổn hại thanh danh chúng tăng, cho đến lúc thiền thần chưa phát giác ra. Ở giữa tăng chúng tướng tội thô trọng chưa biểu lộ ra, thì tăng chúng nên tạm thời xả trí. Nếu vị ấy ở giữa tăng chúng các thiện thần đã phát giác ra tướng tội thô trọng đã biểu lộ ra, thì tăng chúng nên cùng hòa hợp y pháp đuổi họ ra khỏi Phật pháp. Này Ưu Bà Ly, thế như biển cả không chứa thay chết, chúng đệ tử Thanh Văn Tăng của ta cũng vậy, không cho thay chết Bí Xô làm việc ác phá giới ở chung. Bây giờ Ưu Bà Ly lại thưa: Bạch Thế Tôn, nếu Bí Xô làm việc ác phá giới kia, chúng ta hòa hợp đuổi đi rồi, nhưng Bí Xô ác kia dùng thế lực tài bảo hoặc thế lực đa văn hoặc thế lực biện tài, hoặc dùng các thế lực phương tiện khéo léo làm cho quốc vương đại thần kia vui vẻ, hùa theo việc phá giới phi pháp của họ, và dùng các thế lực áp bức chúng tăng để cho Bí Xô phá giới ấy trở lại sống chung với chúng tăng. Bây giờ chúng tăng chúng nên làm như thế nào? Phật dạy: Này Ưu Bà Ly, bây giờ trong tăng chúng có Bí Xô trì giới biết tam quý, vì giữ giới nên không sân giận mắng chửi Bí Xô phá giới. Cho nên thưa với quốc vương đại thần, hoặc sợ sự áp bức không nói được, thì nên bỏ chỗ ấy đi đến nơi khác. Kinh Đại Thừa, Đại Tập Địa Tạng, Tập Luân, quyển thứ ba hết.